Suýt tha. Tương ớt chín xu, dậy vị miếng xào cua. Suýt tha. Bùng cay món phở bò. Suýt tha. Đậm thơm sườn chua ngọt. Suýt tha. Cực đỉnh món gà chiên. Tương ớt chín xu này có gói nhỏ chỉ 1.000 đồng. Insert foods. Tương ớt chín xu, dậy vị miến xào cua. Suýt tha. Bùng cay món phở bò. Suýt tha. Đậm thơm sườn chua ngọt. Suýt tha. Cực tỉnh món gà chiên. Tương ớt chín xu, vạn món ngon bùng vị. Insert foods. Mẹ nấu món Tết chuẩn ngon. Chưa đâu anh, phải có chín xu hảo hạng thì Tết mới ngon. Ngon với nước mắm đậm đà. Ngon với nước tương sánh quyện. Ngon với tương ớt nồng cay. Một, hai, ba. Chín xu. Chín xu hảo hạng, Tết vạn món ngon. Chúc nhà nhà Tết ngon. Chín xu foods. Một loại núi lửa đặc biệt, nóng đượm, cay nồng từ ớt đỏ chín 100%. Đường ớt chín xu mới, như ngọn lửa ấm của mẹ, cho cuộc sống thú vị hơn, cho món ăn đượm vị cay, bùng lên vị ngon. Quá, con mời mẹ. Làm mới dậy cảm xúc mỗi ngày. Chín xu mới, cây ngon cho bùng cảm xúc. Chín xu foods. Cà chua siêu tươi siêu ngon, tự nhiên thơm ngon mê ly. Hương gà mai mai mai, chua ngọt thật tuyệt vời. Hảo hạng sánh đôi, bùng cay chua ngọt. Chào đón nước tương Tam Thái Tử mới, được làm từ đậu nành tự nhiên 100%, bổ dưỡng tốt lành cho tương dòng sánh quyện. Từng giọt thơm ngon. Đậm đà khó cưỡng. Nước tương Tam Thái Tử mới, từ đậu nành tự nhiên 100%. Chín xu foods.